Nhìn thấy củ kiệu nè, dưa chuột nè, cà nè. Các bạn có đoán ra là ăn món gì không nè? Rau, Huế, salad. Có nước mắm luôn nè bà con. Nước mắm củ kiệu, đồ chua, ớt. Tăng ta đăng tặng. Thịt bò xào, củ hành. À, ngon không? Hấp dẫn quá à. Bánh hỏi nha các bạn. Bánh hỏi ở bên La Quy. Bánh hỏi này nó làm gói sẵn mà chỉ về mình luộc thôi. Hấp lên. Bên này là ăn giải trí vậy đấy. Đây. Đây là bánh tráng. Mình sẽ ăn cái bánh chén cuốn bánh hỏi thịt bò xào. Giờ này bên này là 3 rưỡi rồi, ăn cử này là giữa giữa trưa mà giữa chiều. Dưa chuột bỏ lên, cà, củ kiệu, rồi cho miếng rau vào. Lên rồi để bánh hỏi lên. Bánh hỏi này là như là thay cho bún vậy đó. Đây mình cuốn bún mà mình cuốn bánh hỏi. Cuốn lại nha. Để cho các bạn xem. Cuốn cuốn chả ba lửa luôn á. Là ăn chừng vài cuốn là nó nóc liền. Nó nóc luôn. Cuốn cuốn bằng cái bà tử luôn. Chấm nước mắm nha các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá. Chưa chưa mà đi ăn nhìn nè. Ra mấy nhà hàng á mà có cảnh đồng quê rồi ha, kêu món này ăn bá cháy luôn. Hay là cá lóc nướng nè, đó, ta tự chiên xù, ăn với lại chấm mắm nêm nữa. Cái chảo ăn luôn, không cần đem đổ ra dĩa.
con bự quá. Anh không nói chuyện được luôn. Bạn thông cảm nha. Ai có nói bụng chạy ra đầu hẻm mua gỏi cuốn và chấm ăn đi. Ở Việt Nam á, chạy chừng 100 mét là có tiệm bán đồ ăn. Ở đây muốn ăn là phải lái ra phố, nó nhà hàng ngoài phố á, lái xe cũng phải 15 phút. Cái này ép cá nữa kìa. Quên lấy ra ép cá à. Sao cá mình trọng lên mà. Cái cá hả? Đây mấy lá bự nè. Lá để rửa nữa. Rồi à, mình làm thêm cuốn nữa à, chúc các bạn xem video vui vẻ à, bấm đăng ký và chia sẻ à, chúc toàn thể anh chị em mình nhiều sức khỏe nha à, may mắn vạn sự như ý, đi chúc Tết vậy. Rồi à, nhiều may mắn thành công. Bây giờ mình làm cuốn thứ hai à, bánh tráng xong rồi à, để à, bánh hỏi lên. Giờ mình đi ngược trở lại ha. Rồi em muốn cuốn gì cuốn à. Nhưng mà mình sẽ cuốn chơi. Chơi mà ăn thịt. Đó. Củ kiệu. Cà rau Huế cho miếng cá salad lên. Rồi mình sẽ bỏ thịt lên. Quá chừng luôn. À, có ra giáp cá này các bạn. Lên. Đặt lên. Chua chua ngọt ngọt. Giáp cá là nghe mùi nó như vậy à, thêm miếng bánh hỏi nữa đi. Bịt lại. Đấy à, sau khi cuốn lại là được một cái cuốn như thế này.
xanh xanh đỏ đỏ nâu nâu trắng trắng cho em nhỏ nó mừng.